Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Huyền. Đây đó châu Âu cuộc sống áo. Xin chúc các bạn và gia đình luôn hạnh phúc và bình an. Hôm nay xin mời các bạn vào bếp cùng với Huyền làm món bún cá miền Tây. Thành phần nguyên liệu thì gồm có, đây là 1 ký cá lóc đông đá và tôm, 1/2 ký hành tây và tỏi, và 1 hũ tôm dung cho màu đẹp cùng với hẹ và hành lá. Đầu tiên để cho cá lóc tan đá và sau đó mình sẽ đi nấu. Và đây là những thứ Huyền đã chuẩn bị xong. Hành tây Huyền đã cắt sẵn. Tỏi Huyền cũng đã băm sẵn. Và hành lá. Và mình sẽ ăn chung với bún. Đầu tiên, cho ít dầu vào nồi. Khi dầu nóng, các bạn cho tỏi vào, phi cho vàng. Và sau đó sẽ cho hành tây đã băm nhuyễn 1 ít và 1 ít là hành thái miếng. Sau đó, mình cho nước sôi vào nồi, tùy theo gia đình, ít hay nhiều người. Các bạn nêm bột nêm và gia vị trong bếp, tùy theo khẩu vị của gia đình. Sau khi nêm xong gia vị, các bạn cho cá vào nồi. Và nấu khoảng 10 phút hoặc 15 phút là cá sẽ chín. Và bây giờ cá đã chín, mình vớt ra bỏ trong dĩa để cho nguội. Sau đó mình sẽ lấy xương ra. Và Huyền sẽ nêm vào trong nồi 2 muỗng cà phê tôm dung để cho có màu đẹp. Cũng có thể cho 1 ít bột nghệ vào. Giờ Huyền bắt đầu luộc tôm và tôm cũng sẽ được lột vỏ.
Phần tôm xem như đã chín. Bây giờ Quyền chuẩn bị luộc bún. Mọi thứ về món bún cá miền Tây cũng đã xong, tôm Quyền đã luộc xong. Và cá Quyền cũng đã lóc xương ra hết. Còn đây là thịt heo quay. Bây giờ Quyền đã múc bún bỏ vô tô. Và lần lượt cho các thứ vào tô. Tôm, heo quay, và cá. Món bún cá miền Tây xem như đã xong. Thành phần nguyên liệu gồm có những gì? Quyền sẽ ghi trong phần mô tả. Các bạn vào xem nha. Món này cũng đơn giản. Các bạn có thể nấu cho gia đình mình ăn vào ngày nghỉ cuối tuần. Nếu có hành tây, các bạn có thể cho vào một ít hành tây để thơm ngon hơn. Bây giờ, mời các bạn cùng thưởng thức món bún cá miền Tây cùng gia đình Quyền nha. Hẹn các bạn vào kỳ tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video. Bye bye các bạn. Bye bye.